Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Nghe người ta thường bảo, chết vì người phụ nữ bạn yêu thì dễ dàng hơn việc sống chung với họ. Anh dúi chợt cảm thấy hoang mang, vậy rồi là có nên có người yêu không nhỉ? Thôi thì tạm gác mọi thứ sang một bên, ngày hôm nay, anh nhận được tin từ một người bạn rằng nơi này có rất nhiều loài sinh vật hay ho, nên đã ngay lập tức lên đường. Tưởng thế nào, hóa ra đây là nơi với những nắp cống có dấu hiệu đã bị cạy mở. Anh dúi tin rằng có người câu cá ở đây, nên có lẽ phía trong sẽ ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Trong cống luôn là một nơi đầy bí ẩn, vì chúng nối liền với những ngôi nhà và cả những sông hồ ngoài tự nhiên, nên còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay thực hiện kế hoạch thôi nào. Cha cha, nắp cống thật sự nặng hơn anh nghĩ. Sau khi gồng đít thít mông, vận hết nội công thâm hậu thì anh cũng mở được nó ra. Anh biết mực nước không cao, vì thế đã chuẩn bị sẵn một cây vợt lưới siêu dài. Ô kìa, chỉ tính chạm nước xíu thôi mà có một con tép nhỏ rồi này. Thử xem cống nước bên kia thì sao nhé. Phía trên nổi lên khá nhiều cây cỏ khô rơi xuống, nhưng anh nhìn thấy gì đó chuyển động phía dưới rồi. Ô xem này, một con nòng nọc cực kỳ phô mai que, nó sẽ lớn thành ếch trong nay mai. Sang lần thử thứ hai, anh đã bắt được những con chicholit bé tí, xinh xắn đấy, nhưng anh muốn những loài thú vị hơn cơ. Cá gì đây, con cá gì đây, với những cái vây dài chắc chắn sẽ tuyệt đẹp khi dưới nước, nhưng anh không biết chắc nó thật sự tên gọi là gì. Nhưng sinh thế này thì đạt tiêu chuẩn gia nhập vào tài sản vô giá của anh rồi. Đột nhiên hố bên kia có tiếng động, anh dúi nhanh tay đưa vợt xuống dưới. Bạn xem này, thật sự là một con cá lau kiếng to lớn. Với họa tiết và màu sắc cam xanh đẹp tuyệt, nhưng nếu theo dõi anh dúi, bạn sẽ biết anh chỉ bắt những con thật sự kỳ lạ mà thôi. Vừa thả con cá lau kiếng đi, anh đã vui mừng có được một con cá hề mới đẹp tuyệt, tuy bé tí nhưng đủ sức khiến người ta mê ly. Con cá vược này thì sao nhỉ? Anh dúi từ chối mấy bé cá thông thường, dù sao môi trường tự nhiên vẫn tốt hơn cho mấy khứa dùng để lấy thịt này. À, đây rồi, thứ mà anh thích thú ít ra cũng phải cỡ này chứ. Một con cá da trơn khá hay ho, thu hoạch ngày hôm nay có vẻ không ổn lắm nhỉ. Vừa nói xong thì ối giời ơi, con cá gì mạnh mẽ thế nhỉ? Hy vọng lắm thì thất vọng nhiều, chỉ là một bé rô phi thôi bạn ạ. Cú quay tay tiếp theo sẽ có gì bất ngờ không đây? Mẹ ơi, có phải một con rắn không thế? Em nó dài thượt và bất động luôn rồi. Ơ, không phải rắn, là một con cá gì đó trông cực lạ. Nó có hai cái vây bé tí hai bên, thì ra là loài cá khủng long cửu sừng đáng yêu xỉu. Nhưng kể từ sau đó, anh không còn thành quả nào thêm nữa. Vì thế, anh quyết định sẽ rời đi. Nhưng trước đó thì phải thả vài cái bẫy để xem liệu có phải do khả năng quay tay của anh quá kém cỏi hay không. Sau khi thêm mồi, anh từ từ đưa nó xuống dưới. Ủa, một con ếch nhỏ phía dưới kìa. Các bé cá cứ từ từ mà tận hưởng bữa ăn này nhé. Anh sẽ để bẫy qua đêm và quay trở lại vào ngày hôm sau. Cuối cùng 24 giờ đã trôi qua, cùng xem thành quả của chúng ta có gì bất ngờ không nhé. Anh dúi vô cùng hồi hộp, anh dùng đến cán của vợt lưới để lấy được bẫy lên. Úi chà, thu nhập không tệ đấy các bạn. Mấy con rô phi này mà chiên giòn thì ngon đấy, nhưng vì không có rượu nếp nên anh thả hết chúng đi. Còn đây là loài cá gì thế? Anh chưa bao giờ trông thấy loại nào hay ho đến thế này cả. Những đường sọc thú vị quá, nhưng vẫn chưa hết đâu nhé. Bạn xem đi, một bé cá với màu cực ảo, thêm vào đó là ánh mắt kìa, nhìn là yêu rồi đấy. Anh vui mừng thả ngay vào xô bên cạnh. Hai con bé tí này có màu xanh lạ mắt, lại còn óng ánh lấp lánh thế này thì về với đội anh là super hợp rồi. Trên đuôi của nó còn có một chấm nhỏ nữa này, vì ngày hôm qua bắt được khá ít con nên anh chưa thả vào bể, mà phải dùng đến máy sục khí này. Cứ thong thả thở và tận hưởng cuộc sống nhé các bé, còn anh sẽ kiểm tra thêm một chút hố nước này. Ủa, rồi loài gì tròn xoe vậy, con lau kiếng này có phải bị ngải heo nhập không các bạn? Trông cũng tội mà thôi cũng kệ, chắc là đớp nhiều thức ăn quá đây mà. Thêm cặp râu phản diện và đôi mắt màu cam thì anh thấy nên mang em nó về thôi. Sau khi thả những con cá không mấy hứng thú trở về hố nước, anh đi sang cái bẫy còn lại. Sẽ có gì hay ho đây, tụi cá đang quẩy tung phía trong. Anh dúi chưa nhìn rõ là loài gì, nhưng nó có màu đỏ khá bắt mắt nên anh cực kỳ hy vọng. Bạn xem này, có tới hai con giống nhau. Bạn biết loài có vây màu đỏ rực lửa này là gì không? Trông xinh đẹp quá thể, chúng có đôi nét giống với cá lóc ở phần thân và đuôi. Nhưng nhìn quả mỏ nhọn thì lại là không phải. Trông lạ quá phải không? Cá rô phi thì được thả đi, còn bé đuôi dài này vào chung một xô nhé. Anh liên tay lựa hết con này đến con khác, nhưng còn lại hầu như đều là những bé cá thông thường mà thôi. Tuy không nhiều, nhưng những thu hoạch này đủ khiến anh hạnh phúc khi thêm chúng vào bộ sưu tập của nhà mình. Khi xem lại đúng là không tệ tẹo nào, những con cá bé tí nhưng rất hợp lý với bể cá của nhà anh. Nếu bạn không tin, thì đồng hành cùng anh trở về thăm nhà nhé. Hố nước này đã được trang trí thêm bằng những gốc sen, sẽ phù hợp là ngôi nhà cho rất nhiều loài cá nước ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh. Sống ở đây, các bé sẽ có cảm giác như đang ở chính ngôi nhà mình vậy, chắc hẳn không tệ tẹo nào đâu. Xem con lau kiếng kỳ dị này các bạn, anh chưa từng trông thấy con nào kỳ dị đến thế này cơ đấy. Bể cá mới phía trong, vẫn chưa có con cá nào xông đất cả. Anh hài lòng cho những con hài lòng nhất trong ngày hôm nay vào đây, cặp đôi cá vây đỏ rực quả thật quá phù hợp với nơi này. Bạn có cảm thấy hài lòng với những thu hoạch ngày hôm nay không?
Nếu vẫn muốn đồng hành cùng anh Dúi thì đừng rời đi ngay nhé. Chuyến đi này của anh Dúi được thực hiện khi nơi anh sống đã trải qua một thời gian dài không có mưa vì lo lắng cho những loài sinh vật anh yêu. Anh Dúi cùng người bạn đã tìm đến con lạch mà anh từng ghé. Bạn xem xác của con cá lóc vảy rồng kìa, chắc chắn nhiều bạn đang tiếc hùi hụi đấy nhỉ. Ở vũng nước bé tí còn lại, anh nhìn thấy một con cá hỏa tiễn khá lớn, may mắn em nó vẫn còn sống, nhưng không khỏe mạnh lắm. Chắc có lẽ thời gian qua đã phải sống rất vất vả, anh ngay lập tức mang con cá ra xe, thật đau lòng khi con lạch này lại có thể khô hạn đến như vậy. Đây đã từng là kho báu của anh trong những chuyến khám phá bất tận, xung quanh đều là những dấu chân chim rõ mồn một, tụi cá chắc đã sống rất vất vả. Ôi mẹ ơi, xác của một con cá lóc khổng lồ khiến anh Dúi giật nảy mình, thật đáng tiếc, kể mà đến sớm hơn thì có nồi canh chua rồi. Bạn có thấy không? Những dấu chân chim có dấu cực kỳ to lớn và rải rác đều là xác của những con cá lớn, tụi cá nhỏ thì sẽ được lũ chim đánh chén gọn gàng rồi. Anh Dúi đang nhìn thấy gì đó, anh lao nhanh vun vút, ôi mẹ ơi, tất cả đang khô hạn, anh muốn thử xem còn con cá nào có dấu hiệu sống hay không. Lớp da vẫn còn khá đàn hồi, thậm chí anh cảm nhận được đôi chút chuyển động khe khẽ, có lẽ con cá mới chỉ vừa mới chết mà thôi. Một dấu vết trượt dài dưới đất, có lẽ là một con cá nào đó đang cố gắng di chuyển, liệu có phải là con cá này không nhỉ? Đều là những con cá to lớn, anh muốn mang cả hai con cá này lên xe, thật không ngờ đúng lúc anh đang dần mất hết hy vọng, thì con cá giãy lên không ngừng. Quá vui, anh Dúi mang nó lên thùng nước trên xe, cảm giác cứu được một sinh mạng thật sự quá cảm xúc, con cá này vẫn còn khá mềm mại, anh muốn chờ xem có phản ứng nào đó không. Đúng lúc này anh nhìn thấy một hố nước nhỏ, đầu tiên là thả con cá trên tay anh vào trong, một con cá to lớn nổi lên mặt nước. Không ngờ khi chạm vào, nó thật sự có phản ứng lại, dù khá nhẹ nhàng, một con cá giao hề, dù phần đuôi có vẻ như đã bị thương vì một lý do vào đó, nhưng nó vẫn sống. Anh mang nó thả vào thùng nước, má ơi, thật tuyệt vời khi con cá vẫn sống, dù bị thương nham nhở, con cá này thì sao nhỉ? Một chuyển động khiến anh hú hét, không phải vì giật mình mà là do quá sung sướng, tuyệt thật. Cùng tiếp tục tìm kiếm, hy vọng có nhiều con cá hơn sẽ được cứu sống nhé. Anh đã cầm theo một tấm vật lưới, đầu tiên là đập lên mặt nước, để xem có thứ gì phản ứng lại hay không. Có gì đó phía dưới này các bạn ạ, hình như là một tảng đá, hay có khi nào là một con cá sấu đang bất động không? Anh Dúi sợ hãi đẩy nhiệm vụ sang cho người bạn đi cùng, sau khi mò mẫm, anh bạn quyết định dùng tay cho nó năng suất. Hú hồn con trồn, bún đã nghĩ đến việc tay anh bị con cá sấu đớp trúng rồi đấy, thật không ngờ đó là một con rùa. Nó to vô cùng, lại còn không ngừng há miệng đe dọa, sau sự hào hứng ban đầu, họ nhận ra có thể đây mới là nơi con rùa này muốn sống. Bạn xem dáng vẻ đặc biệt này đi, con rùa đã đào sâu xuống đất để hy vọng có thể lánh nạn qua đợt nắng hạn này. Rùa là loài có thể sống được ở cả trên cạn và dưới nước, nên anh Dúi không quá lo lắng cho sự an nguy của nó. Vì thế, sau khi thăm thú, anh quyết định thả con rùa trở lại hố nước nhỏ. Nó ngay lập tức đào bới xuống dưới, thật điên rồ, rất nhanh nó đã biến mất. Anh Dúi mang toàn bộ những con cá mình đã giải cứu được đến một hồ nước lớn. Xem này các bạn, con cá giao hề lớn nhất anh từng thấy. Không biết là con gì đã cắn phần đuôi, nhưng quan trọng là con cá vẫn sống và khỏe trở lại. Anh thả nó xuống hồ nước và lần lượt sau đó là những con cá sấu hỏa tiễn hay ho mà anh thu được trong suốt cả ngày. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún Phở rất biết ơn về điều đó và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nhé. Bún Phở yêu tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.